bạn, cái clip này sẽ là clip unboxing không thôi, tại vì có mình mới mua rất là nhiều đồ. Và cái clip này hoàn toàn không phải là quảng cáo nha, không có ai tài trợ hết nha. Mà mọi người nếu mà bên Hàn đó, mọi người có hay bị cái gọi là Beyond không? Là cái mà kiểu như là bị sao ta? Bị hay bị viêm mũi á, xong rồi bị khó thở này. Thế là hôm trước vừa rồi mình có mua một cái máy này. Cái này mình cũng không phải là được tài trợ hay gì đâu nha. Còn mình mua để mình thấy nó trên Quốc Bang á, bán rất là nhiều luôn, bán rất là được yêu chuộng. Thì cho vào mũi này, xong rồi bật đèn lên. Chưa bao giờ tắt hết pin này. Ok, bật đèn lên như này. Tầm khoảng tầm 5 phút là nó tự tắt. Mình sẽ unboxing và bán chuyện linh tinh với mọi người. Quần áo mà mình mua một bé ở trên Facebook, bé người Việt Nam. Mình mua đồ đôi với cả chị bản thân mình. Áo phao ngắn. Mình sẽ lấy màu đen, còn chị lấy màu đen. Vùng kín, cho vào bên trong vùng kín á, thì nó nhìn như thế này này. Cái này ở bên Hàn đó, mọi tụi Hàn tụi nó dùng rất là nhiều. Nó nhìn như thế này đó. Và bên trong này nó có cái gel này, thì lúc mà cho thì nó bỏ cái này ra, xong rồi cắm vào bên trong cái đường của vùng kín của mình thôi. Xong rồi nhấn cái nút này và cái gel đó nó sẽ ra và nó nằm ở bên trong đó. Sau đó nó sẽ đào thải sạch tự nhiên ra bên ngoài giống như cơ thể mình bình thường thôi, và nó sẽ hỗ trợ cho cái việc là giữ ẩm này, giữ nước này, rồi là làm sạch này, hỗ trợ mình làm sạch này. Cái này thì sẽ dùng hàng ngày và chỉ tránh vào cái lúc mà có kinh thôi. Ngoài lúc có kinh ra thì ví dụ như sau khi mà mình có kinh rồi mà vẫn còn một chút xíu vướng víu gì đó hay là thì mình cũng thể thử dùng cái này được. Nhưng mà trong quá trình có kinh thì là mình sẽ không dùng nha. Ngoài ra thì đặc biệt là còn dùng những cái lúc mà sau khi mà quan hệ xong á, thì nó sẽ giữ sạch, giúp làm sạch. Đây là một. Cái này nó là dạng gel nha. Gel tự nhiên á, nó sẽ giữ lại bên trong đó. Còn cái này mình mua là cái rửa sạch mũi á, như thế mọi người thấy này, đó là cái hình mà để rửa sạch mũi này. Tại vì mũi mình bị dị ứng thời tiết, nó bị tắc. Cái này thì là cái thuốc để pha, đó, hai thùng. Còn cái này là cái ống. Ống nó cực kỳ to luôn á. Nè, mọi người thấy không? Nó to, dã man to luôn, không phải to bình thường. Và mỗi một lần mình làm thì là mình sẽ pha cái này với cả nước, xong rồi mình sẽ xịt nó vào mũi để cho làm sạch mũi, rồi dùng cái này để rửa. Cái này cũng phải rửa mũi thường xuyên, tại vì dạo này bụi bẩn cái thứ này kia á, vi
sẽ nằm ở bên trong đó và nó ra bên ngoài dần dần tự nhiên. Thế còn cái này là cái loại nước rửa. Thì mọi người nhìn thấy đây này, đây là cái hộp của nó này, cũng sẽ cắm vào vùng kín đó xong bóp cho nước nó chảy và nó sẽ làm sạch vùng kín của mình. Trong này nó có cái nước để làm sạch cho mình rồi, và dùng thì mình sẽ đưa cái mở cái này ra, cái này đóng gói rất là kỹ và đưa cái ống này vào bên trong như thế này, xong rồi sau đó sẽ bóp thật mạnh và nó sẽ thành cái lực, và cái này nó là nước thôi thì nó sẽ chảy ra luôn và nó sẽ làm sạch sâu ở bên trong cái vùng kín của mình, cái vùng bên trong đó. Rồi xong rồi sau khi mà dùng cái này xong thì dùng cái treo đó là sạch nhất, cách để làm sạch nhất. Mình không cần dùng hàng ngày cũng được, mình chỉ cần dùng 2-3 ngày, 2-3 lần một tuần cũng được. Đây cũng vẫn là quần áo mình đang dùng để ký và cái lòng phổi. Rất là ưng cái này luôn á. Dáng nó thì là dáng free nhiều quá. Hộp mỹ phẩm mình đặt khá là nhiều nhưng mà không biết tại sao lại cái hộp nó lại nhỏ như thế này và nó lại nhẹ như thế này. Mình đặt rất là nhiều luôn á. Mình thấy quảng cáo á, mà mỹ phẩm này mình cũng muốn mua từ rất lâu rồi nhưng mà chưa mua được, thế nên là cuối cùng mua online hết khoảng tầm bao nhiêu ta, tính ra tiền Việt là khoảng tầm 5 triệu hay 6 triệu gì đó tiền mỹ phẩm. Hình như là nó mới chỉ giao có nhiều hộp này. Thế nào tất cả mọi thứ ở trong không. Đây mới chỉ giao có một thùng. Thiết kế thì rất là xinh rồi.
chỉ là cái gương thôi. Xinh nhỉ. Mà đằng sau nó mình cưng đáng lắm. Tiếp theo đây là một cái hộp bên trong là mình đặt nhiều lắm á. Được cái thiết kế là xinh thôi. Miếng bông trang điểm đó. Giống như là bóc quà Giáng sinh á. Đây là cái là bảng màu mắt với cả màu má. Tại vì đợt này mình xài cái bảng màu mắt với bảng màu má kia lâu quá rồi. Hôm nay mua thêm cái bảng màu mắt và bảng màu má này. Làm hộp rất là xinh, màu cũng rất là xinh. Mình không biết đánh lên như thế nào, tại vì mình chưa xài mỹ phẩm của hãng này bao giờ. Thấy bán rất là nhiều nhưng chưa xài bao giờ. Đây là cái bảng màu má mà mình cho má và mắt tím lị tím tím. Đây có cả em bông phấn. Cái bông phấn thì cọ rất là xinh, mềm, ok. Nát có cái để xài thử. Cái này là eyeliner. Lipstick mini collection. Trời ơi, trên hình mình không nghĩ là nó nhỏ như này luôn á. Nó nhỏ xíu luôn. Mọi người ơi, nè cưng chưa? Ôi má ơi. Nhỏ xíu xíu. Có đủ hết tất cả các màu luôn nhé. Cưng. Cái này chắc đánh vài lần là hết. Nhưng mà không có đủ chọn được các màu này. Son bóng á mọi người.
hồng á. Mascara mình cũng có rất là nhiều, nhưng mà tại vì cái này nó bán trọn bộ luôn á, nên là mình mua trọn bộ luôn. À, mở cái đằng sau thì dễ hơn nè. Nói chung tụi này thiết kế rất là xinh. Nhìn cái thiết kế không thể đã thấy thích rồi. Xong, còn hai này nữa xong. Cái này cũng là lip tint mà loại mini á, nhỏ xíu à. Tin nổi không? Nhỏ tẹo teo à. Cái này cũng là lip tint nè, nhỏ xíu nè. Nhỏ xíu. Cái hộp này là phấn má nè. Nó rất là cưng nhưng mà nó rất là nhỏ. Thích màu cam này với cả màu hồng này đó. Ok, đã xong. Oh yeah. Thế là đã xong bộ unboxing bộ mỹ phẩm. Bây giờ mình sẽ xài thử nó luôn, và sau khi trang điểm xong thì sẽ lại quay lại mọi người kết quả nhé. Còn bây giờ thì sẽ là unboxing những cái đồ gì ta, đồ điện tử mà mình mới mua. Thật ra thì mình đã unboxing nó rồi, nhưng mà mình unboxing nó trên TikTok. Thế là bây giờ mình sẽ mở ra lại một lần nữa. Thì mình đã mua cái iPad Pro loại size là 11, và cái mà 512GB. Xong rồi mình có mua cả cái Magic Keyboard, cái để xoay ra ngồi như này nè, với cả một cái bút nữa. Tổng của nó là vào 1.900.000 mấy, cho như là 2 triệu won á. Cái khúc bóc thì mình đã bóc nha, mình sẽ mở ra một lần nữa. Mình có phân vân cái size 12 và cái size 11 đó. Và cuối cùng mình đã chọn cái size 11 tại vì cái size 12 nó to quá. Còn đây là hai cái dây sạc này, cái củ sạc. Và cái sạc. Cái 12 to kinh khủng khiếp luôn á. To mà mình bị sốc luôn, tại vì nó gần giống với cả một cái laptop luôn rồi, chứ không còn iPad nữa. Thế mình thấy là cái size 11 này mặc dù là nó nhỏ nhưng mà nó nhẹ, nên là mình nghĩ nó sẽ tiện hơn. Xong rồi gắn vào cái Magic Keyboard này nữa. Thì đây là cái hộp của Magic Keyboard, và bên trong nó sẽ như thế này. Cũng là đồ của Apple luôn. Thì cái này là gì? Tờ hướng dẫn sử dụng hay gì đó. Rồi bây giờ sẽ tháo ra. Thì nhìn nó như thế này nè. Nó không mở được hẳn ra nha. Cái này thì mình không biết là như thế nào, tại vì mình thấy nó không mở được hẳn ra, nên mình thấy nó cũng hơi kỳ. Đi trên xe thứ gì kia mang nó theo đi trên xe, nhưng mà cái chính là nếu mà mình thấy là lúc mà cần sử dụng á, mà ví dụ cần dùng như thế này chẳng hạn, thì nó lại hơi vướng, theo nghĩa là nó không gập lại được. Không hiểu tại sao lại thiết kế cái kiểu này, hay là tại mình không biết cách gập nhỉ. Nhưng mà rõ ràng là trên cái hộp của nó, trên cái hộp nó cũng chỉ ghi là chỉ mở ra được cái khung mức nào đó thôi, chứ không có gập ngược lại được. Trên cái hộp nó cũng chỉ ghi như thế này thôi, chứ không có gập ngược ra được. Chắc là do cái kết nối với cái này, nếu mà gặp ngược ra thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Không biết, nhưng mà
bị vô lý tí, đúng không mọi người? Tôi hình như ở đây là cái dây sạc này luôn, là có thể sử dụng cái này để cắm sạc luôn. Rồi còn là cây bút này nữa. Tại vì mình dùng điện thoại và chat với mọi người rất là nhiều. Nhưng mà lúc mà mình nói chuyện với mọi người á, thì là mình dùng điện thoại rất nhiều và nó rất là đau tay. Mình mua cái này để sử dụng, để chỉnh sửa video các thứ này kia luôn. Thì đây là cái bút chị vứt lên trên này thôi. Rồi đó, và cứ thế là sử dụng nó thôi. Hình như là bây giờ phải cắm sạc cho nó đã. Đây, không thấy đập cái gì. Ok, xong rồi. Đây là hai cái cụ sạc này. Thế thôi. Bút thì sạc như nào ta? Gắn nó lên trên này là sạc được đúng không? Okay, bây giờ lại chuyển sang chơi khác. Em có pin à? Không biết. Mấy cái cục kia lúc nào không dùng tới là phải cất đi á.